Hello em, hôm nay mình sẽ đến tiếp tục với cái đường thẳng song song phần tiếp theo nha. Thì nếu mà mình chưa xem cái phần đầu là phần lý thuyết thì mình xem lại cái video cũ. Còn cái phần này thì anh sẽ ôn lại lý thuyết tí xíu, xong rồi anh sẽ làm những cái ví dụ minh họa cho hai đường thẳng song song. Đó, thì cái video nó dài nên sẽ chia nó ra làm đôi. Thì cái phần đầu là phần lý thuyết đó, thì nếu mà chưa xem thì mình xem lại. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cái ví dụ. Được chưa? Rồi đầu tiên, anh có một cái hình như thế này thì anh muốn ôn lại cho em những cái góc mình cần phải biết được. Ở đây là mình thấy là nó đã đánh số hết rồi nha. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, 6, 7, 8. Đầu tiên, những góc bên ngoài là gì? Mình có thể thấy là góc số 1, góc số 2, góc số 7 và góc số 8 là góc gì? Góc ngoài. Đó, thì tương tự góc 3, 4, 5, 6 là góc gì? Góc bên trong. Là góc bên trong. Đó, rồi cái này thì chỉ là cơ bản. Nên ôn lại tí xíu, ôn lại phần lý thuyết của bài trước. Rồi tiếp tục ta đến với những cặp góc đồng vị trước nha. Đây, thế nó góc số 1 nó sẽ bằng với góc số 5. Thực ra nó có rất là nhiều cặp góc đồng vị nhưng anh chỉ lấy một cái phần ví dụ ra thôi. Góc 1 sẽ bằng với góc số 5. Tại sao? Nó sẽ là góc đồng vị. Hoặc là còn nhiều cặp nữa, có thể là cặp nào? Có thể là mình có thể thấy là gì, cặp số 2 với số 6, được chưa? Nó có rất là nhiều thì về mình có thể tự tìm thêm. Rồi tiếp đến là gì, đồng vị. Rồi tiếp đến sẽ là so le trong. Thì so le trong thì sao? So le trong thì mình phải nhìn ở bên trong, đúng không? Mình có thể nhìn số 3 đây, cặp số 3 và số 6 bên đây, hai thằng này là so le trong. Thì nó còn một cặp nữa thì mình về nhà mình sẽ tìm thêm tiếp. Anh chỉ nêu ra một cái ví dụ thôi, đó là gì, số 3 sẽ bằng với số 6. Lý do là gì? Tại vì nó là cặp góc so le trong. So le trong tiếng Anh là alternate. Rồi còn thêm một cặp nữa mà mình cũng ít gặp, ít hơn mấy trường hợp khác, đó chính là thằng so lên ngoài. Mình nhìn cái góc số 2 chỗ này, số 2 này nó sẽ bằng tiếp góc số 7 ngay chân trời xa chỗ này đây đó, thì nó sẽ gọi là góc so lên ngoài. Được chưa? Thì góc số 2 nó sẽ bằng góc số 7. So lên ngoài thì sao? Alternate. Chỗ này thì sẽ là exterior. Đó. Rồi còn một cái nữa là gì? Khi mình để ý nè, mình để ý ở trong một cái phía, ví dụ như là phía chỗ góc 46 đi, được chưa? Thì nó sẽ làm cái góc mà hai góc bên trong mà nằm cùng phía, hoặc là hay tiếng Việt mình hay gọi là trong cùng phía, thì hai góc đó tổng của nó sẽ là 180 độ. Ví dụ như là M4 cộng cho M6 đi sẽ bằng 180 độ. Được chưa? Thì sao? Thì nó sẽ là hai góc bên trong trong cùng phía. Cùng phía nè. Trong cùng phía, được chưa? Đó, thì mình phải nhớ gì? Góc ngoài thế nào, góc trong thế nào, góc đối đỉnh thế nào. Cái này là góc đồng đồng vị nè. Anh sẽ viết tiếng Việt bên đây.
Còn cái này là góc so le trong, này là so le ngoài, này là trong cùng phía. Đó, mình phải nhớ những cái khái niệm này, tiếng Việt lẫn tiếng Anh, góc nào bằng nhau khi ta có song song, hai đường thẳng song song MN và một cái K thì song song nhau, thì ta có những cái gì, những cặp góc thế nào. Chứ mình cần phải nắm rõ cái này để mình làm được những cái bài cơ bản đó. Thì đây là anh nhắc sơ lại cái kiến thức cũ của cái bài của buổi lý thuyết bữa trước. Rồi bây giờ anh cũng có một cái bài số 2, chính là cái bài ví dụ minh họa mà ứng dụng những cái góc này. Chứ nãy hồi nãy giờ anh chỉ nêu thôi, còn bây giờ sẽ là ứng dụng vô trong bài tập thế nào. Đây, anh có cái bài này, được chưa? Bài này nó kêu là gì? Mình phải đọc đề trước nè. Cho A song song B song song C, ba đường thẳng này song song với nhau, được chưa? Hãy tìm X và Y. Đó. Rồi, nhìn hình đây, có A, B, C. A chỗ này, B chỗ này và C là chỗ này. Được chưa? Nó cho mình hai cái gạch nhỏ chỗ này. Chỗ này X, chỗ này 1/2, Y cộng 14, Y trừ 8, X. Rồi, thì sao? Đầu tiên mình xác định là gì? Mình phải xác định được cái vị trí của nó. Thằng chỗ x này, được chưa? Thằng này bằng với thằng này. Lý do tại sao? So le trong, được chưa? Là gì? Alternate gì bên đây nè. Anh sẽ viết tắt nó nha. Alternate interior angle, được chưa? Còn hai thằng này thì sao? Đó, nó nằm cùng một phía, gọi là trong cùng phía, được chưa? Như vậy thì tổng nó bằng 180, được không? Thì nó sẽ là cái trường hợp ngay góc dưới đây. Đây, số 1 đây. Đến cái này thì số 1, nên đỡ ghi lại tại vì nó hơi dài, được chưa? Rồi bây giờ mình có hai ẩn thì sao, mình phải lập một cái hệ phương trình. Thì đầu tiên mình có gì? A song song B thì mình sẽ có là gì? Phương trình đầu tiên là hai thằng góc so le trong phải bằng nhau. 1/2 y, được chưa? Cộng cho 14. Đó. Cái thứ hai là gì? Hai thằng này là trong cùng phía nè, được chưa? Như vậy thì sao? Y trừ 8 cộng cho gì? X sẽ bằng 180 độ, như bên đây thôi, được chưa? Rồi mình rút gọn tí xíu, xong mình bỏ máy tính cho nó dễ. Mình nhân lên là gì? 2X trừ Y bằng 28. Bên đây là gì? X cộng Y sẽ bằng 188. Rồi, bây giờ anh sẽ bấm máy. Đây, bây giờ bấm hệ phương trình. Phương trình. Và mình chỉ nhập hai ẩn, những cái hệ số vô thôi nè, 2 nè, trừ 1 nè, 28 nè, 1 nè, 1 nè, 188. Chưa? Thì x sẽ bằng 72, y bằng 116. X sẽ bằng 72, y bằng 116. Đó. Thì cái này được ôn lại thôi, này có hai góc đặc biệt. Thứ nhất là gì? Hai góc so le trong. Thứ hai là gì? Hai góc trong cùng phía. So le trong thì sao? So le trong thì nó phải bằng nhau, trong cùng phía thì hai thằng đó cộng lại bằng 180 độ. Được chưa? Thì đây sẽ là bài ví dụ thứ nhất. Đó. Áp dụng căn bản giải phương trình thôi. Giải phương trình mình đâu có giải đâu, máy tính nó giải cho mình mà. Đó. Rồi. Thì anh muốn đến với một cái bài nho nhỏ nữa thôi, nhưng mà nó cũng áp dụng được tí xíu. Bài đó là gì? Bài số 2 này, anh sẽ ghi đề chỗ này. Cho tam giác ABC, được chưa? Chứng minh tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Đó, thì cái này thì nhiều khi mọi người đều biết là tổng ba góc trong một tam giác là 180 độ, đúng không? Thì điều đó nó sao, nó rất là hiển nhiên, nhưng mà nó là một cái định lý thì mình phải đi chứng minh nó, được chưa? Cho tam giác ABC chứng minh rằng gì? Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Đây. Tổng ba
ổng có một tam giác 180 độ, được chưa? Rồi bây giờ anh vẽ hình nè. Bây giờ anh cho một em, anh cho một cái tam giác đi. Đó. Cái tam giác. Đây là đỉnh A, B, C, được chưa? Cho gì? Tam giác ABC chứng minh gì? Góc A cộng M góc B cộng gì? Góc C bằng 180 độ, được chưa? Đây là cái giả thuyết của mình, mình phải chứng minh A cộng B cộng C bằng 180 độ. Rồi, để làm được bài này thì mình phải kẻ thêm một cái đường thẳng. Kẻ thêm nó chỗ nào? Thì trước khi mọi người làm bài này thì mọi người dừng lại tí xíu, được chưa? Mọi người làm cái bài này thử coi xem có được không. Sau đó thì giờ kết quả thì ra bài này chứng minh cũng có mấy dòng thôi, được chưa? Chủ yếu là để cho mọi người biết mặt góc này, góc này, góc này như thế nào. Rồi, đó. Giờ anh giải bài này thì mình sẽ kẻ theo một cái đường thẳng ở chỗ này. Ta gọi cái đường thẳng này là đường thẳng L đi, được chưa? Đường thẳng L, góc B đây, góc C đây, góc A đây, đường thẳng L. Chỗ này là D đi. Đó. Thì để ta muốn chứng minh nó là một đường thẳng 180 độ thì đầu tiên mình phải biết là gì? Số đo của một đường thẳng là bao nhiêu? Nhắc lại bài cũ nè. Số đo của một đường thẳng nó sẽ là bao nhiêu? 180 độ. Được chưa? Rồi với cái này mình sử dụng trong cái bài này như thế nào? Đầu tiên mình để ý là gì? Cái góc B do đường thẳng L song song với BC và AB là một cái đường thẳng bất kỳ đi ngang qua thì ta có gì? Góc B nè. Sao? Góc A bằng nhau. Tại vì sao? Hai góc so le trong, được chưa? À, góc B nè bằng với gì? Góc A. Đây là A1 đi. 2 đi. 3 đi. Bằng với góc A1. Tại sao? So le trong. Thì anh viết tắt nè. So le trong. Được chưa? Tiếp tục là gì? Góc 3 nè. Là góc C nè. Sẽ bằng với thằng nào? Bằng với góc số 3. Lý do tại sao luôn? Cũng so le trong luôn. Được chưa? So le trong luôn. Thì sao? Thì góc C sẽ bằng với góc A3. Được chưa? Cũng là so le trong luôn. Được không? Từ khi đó thì cái số đo của hai thằng B và A1 và C và A3 sẽ bằng nhau. Thì ra gì? Và gì nữa? Được chưa? Rồi bây giờ mình có là gì? M của góc A nè, A1 nè, cộng M của góc B nè, cộng M của góc C nè, bằng gì? Giờ mình thay vô thôi. B bằng gì? A1, được chưa? C bằng A3, được không? Mình thay vô thôi là gì? M cộng A1 cộng M A2 cộng M A3, được không? A1 đây, A2 đây, A3 đây, vậy nó thành một cái đường thẳng vậy luôn. Nó thành LAD luôn, được chưa? Đó, LAD là một cái đường thẳng luôn. Vậy thì số đo của một đường thẳng là bao nhiêu? 180 độ. Đó thì ta đã chứng minh xong thì tổng ba góc trong một tam giác là 180 độ, sử dụng các góc song song trong hai đường thẳng song song, được chưa? Thì nói chung thì qua cái bài này thì anh muốn mọi người phải nhớ lại là gì? Mọi người phải nhớ là gì? Nhớ chỗ này. Tại vì khi mà ta có hai đường thẳng song và một cái transversal, có nghĩa là gì? Là một cái đường thẳng bất kỳ cắt ngang nó, thì ta phải biết phân biệt được, phải phân loại được cái góc nào, chẳng hạn như là 1, 2, 7, 8 bên ngoài, còn lại bên trong, hoặc là cặp góc đồng vị so le trong, so le ngoài, trong cùng phía gì đó, thì mình phải nhớ được những cái đó và những cái mối quan hệ của chúng. Đó. Thì sau bài này thì anh muốn em về ôn lại bài, được chưa? Để mình có được cái kiến thức nền tảng. Rồi, hẹn gặp lại em.